Vâng, em xin chào tất cả mọi người ạ. Vâng, thì cuối ngày rồi bên em lại lên sóng cho mọi người một đôi loa. Vâng, nhìn cái bát siêu khủng này chắc mọi người cũng biết là đây là đôi loa của hãng gì rồi đúng không ạ? Và mẫu mã gì rồi đúng không ạ? Vâng, đôi loa này là đôi loa Victor SX7 mọi người nhé. Nhìn cái bát nào phát là biết luôn đấy ạ. Vâng, cái đôi loa này được mệnh danh là siêu bát luôn, đánh tiếng cực hay. Và đây ạ. Đây mọi người có thể nhìn nhá, nhìn kỹ cái bát đặc biệt của nó nhá. Đây, một cái bát rất đặc biệt. Đây, có thể chất âm của con này thì không phải nói rồi. Nhờ những cái bát như này, anh em chơi audio phải nói lên một lời cảm ơn với cái hãng Victor sản xuất ra một cái bát này. Cái con SX7 này có tiếng bát rất là sâu và chắc nha mọi người nhá. Đặc biệt luôn, biệt danh của nó luôn. Rất tiếng bát rất sâu và chắc. Cực kỳ chắc luôn ạ. Đây ạ. Ở các cái bản Victor SX7 bình thường ấy, như em thấy ở trên thị trường hiện nay là chỉ có màu vàng thôi. Màu vàng, màu ngà ngà thôi ạ. Không không có màu đen nào đâu ạ. Vâng, màu đen này là màu đen gọi là khá là hiếm. Có thể coi đôi SX7 màu đen này rất là đẹp và hiếm đấy ạ. Và anh em nào biết chơi thì thực sự là cái con SX7 này không thể nào thoát khỏi tầm mắt tầm ngắm của anh em rồi. Và bây giờ em sẽ quay sơ qua cho anh em chiêm ngưỡng rồi nhá. Đây ạ. Đây, các góc cạnh như này anh em có thể nhìn này. Các góc cạnh này. Vâng. Đây nhá. Góc cạnh này. Góc cạnh này. Đây mọi người có thể nhìn này. Đây. Hàng này mọi người đánh giá cho em xem là có đẹp không ạ? Ai mà bảo hàng này là không phải hàng đẹp thì đúng là người đấy thì cũng em không biết nói thế nào nữa. Đây, hàng bãi thì con này em phải nói là hoa hậu luôn rồi đấy ạ. Đây mọi người đánh giá nhá. Em không nói quá một chút nào đâu ạ. Đây ạ. Victor SX7. À, mọi người nhìn thấy chưa? Victor SX7. Công suất là 100W mọi người nhá. Với 100W của con này em nghĩ chắc chắn là có thể đánh rung bần bật luôn. Và mọi người ví dụ mọi người để một cái ống gì đấy đằng trước nhá, mọi người để trước loa mọi người đánh nhá, mọi người đánh bát em đảm bảo là đổ luôn. Con này đánh bát cực kỳ hay. Công suất này 100W này. Và công suất 100W, trở kháng 4 ohm nhá. Vâng, đây này. Victor Company of Japan Limited. Em không biết cái này nghĩa là gì nhưng mà có cái dòng chữ là limited. Limited lên là giới hạn, là đã thấy là rất là hấp dẫn rồi đấy ạ. Đây mọi người có thể nhìn bên này nhá. Rất đẹp luôn đấy ạ. Em sẽ quay bên này cho nó sáng một chút cho mọi người có thể đánh giá nhá, đánh giá chuẩn nhất nhá. Đây. Em mọi người đánh giá nhá. Đây em không thể nói quá một chút nào luôn ạ. Đây mọi người nhìn này. Vâng. Vâng, đến trước bên này nhé. Loa 3 đường tiếng. Bát cái chung của này là chung siêu to khổng lồ luôn. Cực khủng luôn ạ. Bát khủng, chung khủng. Đây, cho một cái loa. Vâng. Vâng, đây rất đẹp đấy ạ. Vâng. Đây, bụi này mọi người này. Hoàn toàn là bụi thôi. Đây mọi người nhìn nhá, đánh giá nhá. Vâng. Đây, lưng này nha mọi người nhá. Lưng đây nhá. Lưng hai chiếc này đều rất là đẹp nhá. Lưng này ạ. Vâng. Bây giờ em sẽ tiến hành đo nhá. Đây ạ.
Loa có chiều sâu là 29 ạ. Sâu, sâu thì đánh tiếng bát đánh thì thôi rồi luôn, cực kỳ chắc. Vâng đây. Có chiều cao. Chiều cao là 63. Có chiều rộng này ạ. Chiều rộng là 36 ạ. Vâng, chiều rộng là 36. Vâng. Chung siêu to khổng lồ, bát khủng bố. Đây em sẽ đo bát cho mọi người xem nhá. Bát của con này là đây, em sẽ đo bên này kích thước nó thuận tiện hơn này. Bát của con này là bát này phải gọi là 30, bát 30 ạ. Này bát 30. Vâng. Đúng rồi đấy, bát 30 ạ. Bát 30 mọi người nhá. Bát 30. À và vâng. Đây thì ở đây là có thêm nút chỉnh các cái núm chỉnh tép và chung. Vâng thì đôi này bên em đang có giá bán là 6.4 triệu ạ. Thôi cuối ngày những ngày này thì thôi vừa ra Tết thì thôi em để cho mọi người giá là 6.3 triệu đi ạ. Vâng 6.3 triệu cho đôi Victor FX7 đấy ạ. Anh em nào thích đôi loa này thì hãy liên hệ với em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581 ạ. Vâng. Đây ạ. Đây nhá mọi người nhá. Nguyên cửa hàng Nguyên Vũ Audio ạ. Địa chỉ ở phố 57 ạ, số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ạ. Số điện thoại ở bên em là 0966 594 581 nhé mọi người nhé. Anh em nào yêu thích con lôi loa SX7, Victor SX7 thì hãy liên hệ ngay cho em nhé. Đây ạ, căng của nó vẫn còn nhé, 6.3 triệu. Cả còn căng luôn nhé mọi người nhé, màu đen luôn ạ. Màu đen rất là hiếm. Vâng. Màu đen nhé mọi người nhé, rất hiếm nhé, 6.3 triệu thôi ạ. Một cái giá không tưởng, rất là khó tìm ạ. Vâng, ở cuối video thì em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của em. Và mong mọi người hãy ấn nút đăng ký kênh nhá. Để và ấn nút chuông ở bên cạnh. Để khi nào bên em ra sản phẩm mới thì mọi người có thể cập nhật và được thông báo một cách nhanh nhất nhá. Để không bỏ lỡ các sản phẩm mới nhất của bên em ạ. Vâng, em xin cảm ơn mọi người ạ.